Hoài Linh bị tố ỉm tiền từ thiện sau kê chuyển 14 tỷ ủng hộ miền Trung chỉ là hàng fake. Trong thời gian gần đây, dù vướng phải những ồn ào tai tiếng với bà Phương Hằng, nhưng nghệ sĩ Hoài Linh vẫn kiên quyết giữ im lặng. Điều này khiến cho bộ phận cộng đồng mạng không mấy vừa lòng. Điển hình như mới đây, Hoài Linh bị cư dân mạng soi lại chuyện kêu gọi quyên góp từ người hâm mộ, nhà hảo tâm, với số tiền hơn 13 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung hồi cuối năm 2020. Được biết, vào tháng 10 năm 2020, khi cơn lũ lịch sử nhấn chìm nhiều tỉnh miền Trung, Hoài Linh là một trong những nghệ sĩ đã công khai kêu gọi cư dân mạng ủng hộ. Tính đến ngày 11 tháng 11 năm 2020, Hoài Linh chốt sổ cho biết số tiền kêu gọi đã là 13.413.197.865 đồng. Nghệ sĩ viết trên trang cá nhân, Linh xin phép như đã thông báo là chốt đến hôm nay 11 tháng 11 sẽ không dám nhận quyên góp nữa và lên đường về miền Trung với con số cuối cùng mà quý vị chuyển vào tài khoản này. Xin quý vị ngưng chuyển khoản và xin trân trọng cảm ơn quý vị. Danh Hải thông báo trên trang cá nhân. Hoài Linh khẳng định tất cả cần phải minh bạch dù chỉ 1.000 đồng. Những ngày sau, nghệ sĩ Hoài Linh cũng cập nhật cho biết lý do chưa ra miền Trung vội vì muốn xin thêm sự đồng hành của những công ty mà mình hợp tác làm việc. Nam diễn viên Hải bày tỏ, vì chúng ta đã xác định là khắc phục hậu quả sau bão lũ càng thêm được nhiều sự chung tay, thì bà con miền Trung mình càng được nhiều sự an ủi về cả tinh thần lẫn vật chất bởi quá nhiều mất mát đau thương. Tuy nhiên, cộng đồng mạng nhận ra 6 tháng đã qua, trên Facebook cá nhân và fanpage chính thức mà nghệ sĩ từng kêu gọi mọi người ủng hộ miền Trung, Hoài Linh vẫn chưa có thông báo tiếp theo về việc thiện nguyện này kể từ sau khi chốt sổ số tiền hơn 13 tỷ đồng. Dù vẫn thi thoảng cập nhật thông tin về cuộc sống, công việc, nhưng nghệ sĩ Hoài Linh chưa có thông tin gì về việc sử dụng số tiền hơn 13 tỷ đồng quyên góp ra sao khiến nhiều người thắc mắc. Sau khi thông tin này gây xôn xao cõi mạng, một bức ảnh được cho là sao kê số tiền 14 tỷ đồng mà Hoài Linh chuyển cho Ủy ban Mặt trận Trung ương Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ miền Trung từ ngày 5 tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, sao kê này bị một số dân mạng nhận định là hàng fake. Trong một diễn đàn mạng có đông thành viên tham gia, một thành viên đăng status như sau. Thấy rất nhiều người dùng cái ảnh này đi comment khắp nơi chửi những người yêu cầu Hoài Linh minh bạch việc giải ngân tiền từ thiện lũ lụt miền Trung từ 6 tháng trước, nên mình muốn khẳng định nó là ảnh fake. Mình rảnh quá, sáng nay lấy đại một cái tài khoản Vietcombank có 14 tỷ ra thử. Tài khoản của mình full hạn mức là một ngày có thể chuyển tối đa 3 tỷ. Mỗi lần chuyển cùng ngân hàng thì một lệnh được 1 tỷ. Chuyển khác ngân hàng thì một lệnh được 300 triệu. Mình gọi đúng tài khoản của Ủy ban Mặt trận Trung ương Tổ quốc Việt Nam, theo số tài khoản trong ảnh kia. Gõ 14 tỷ nhưng đương nhiên là không thể được, chỉ tới 1,4 tỷ là nó hết số, không thể gõ tiếp. Hơn nữa, cái ảnh kia cho thấy tài khoản chuyển đi là tài khoản thường vì nó có màu xanh. Tài khoản VIP thì nó phải có giao diện màu vàng, mà Hoài Linh thì không thể dùng tài khoản xanh được, ống dầu mà. Để cho chắc hơn nữa, mình có hỏi một em nhân viên chuyên chăm sóc mình bên Vietcombank thì em ấy nói không thể. Trừ trường hợp cấp bách, chính trị, ngoại giao có đề xuất hạn mức đặc biệt lên tổng bộ và mất rất nhiều thủ tục để được chấp nhận gần như rất khó. Tiền mà mọi người có phải vỏ hến đâu mà đơn giản được. Cho nên nếu chuyển 14 tỷ cho bên nào đó thì điều đơn giản nhất mà một người có thể làm là ra ngay một chi nhánh Vietcombank nào đó gần nhất, rất nhiều đâu chả có, để ký cái ủy nhiệm chi. Thậm chí ngân hàng sẽ cho nhân viên tới tận nhà bạn để bạn ký nếu cấp bách. Hoặc em nhân viên của bạn có thể mang cái ủy nhiệm chi đã ký sẵn ra ngân hàng, chỉ cần gọi điện xác nhận với nhân viên ngân hàng là xong. Thế nên trên mạng là phải sáng suốt, lăn tan lấn cấn cái gì thì tốt nhất nên chính mình check lại. Nhất là khi chưa biết rõ đã dùng nó đi tấn công người khác. Hiện Hoài Linh hay ekip vẫn chưa lên tiếng về loạt lùm xùm. Trên fanpage có hơn 12 triệu fan của nghệ sĩ Hoài Linh, bài đăng gần nhất là vào ngày 11 tháng 4, video mới trên kênh YouTube 1 triệu đăng ký từ ngày 5 tháng 4 và trên TikTok là ngày 20 tháng 4. Có thể nói Hoài Linh đã đóng băng mọi hoạt động trên mạng xã hội suốt một tháng ồn ào vừa qua. Rất nhiều người hâm mộ mong nam nghệ sĩ sớm lên tiếng làm rõ những rắc rối đang bủa vây xung quanh mình.